ăn quá nhiều chất xơ không hòa tan ý, thì chúng ta sẽ điều trị táo bón gì ạ, nó nặng hơn đấy. Chào các em. Có rất nhiều bạn hỏi anh về vấn đề chất xơ cho trẻ táo bón. Thì hôm nay anh chỉ tập trung vào vấn đề chất xơ thôi, phải không ạ? Thế thì táo bón là cái gì? Thì anh đã có một cái video rất là kỹ về 7 bước điều trị táo bón rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ với các bạn về các loại chất xơ để giúp cho điều trị táo bón nó hiệu quả hơn, được chưa? Đương nhiên là chất xơ nó không thể giải quyết được vấn đề, mà nó phải có đủ 7 bước điều trị thì nó mới khỏi táo bón được nhá. Chứ không phải là uống chất xơ là nó sẽ khỏi đâu, đúng không ạ? Đấy, chất xơ nó chỉ là gì ạ? Sản phẩm hỗ trợ, đúng không các em? Thì hậu quả táo bón chúng ta đều biết rồi. Đấy, thì suy dinh dưỡng, thiếu vi chất, suy giảm hệ miễn dịch, phải không ạ? Hay ốm nhiều, lại thuốc men nhiều và tốn tiền. Chung quy lại gì ạ? Vừa tốn tiền và sức khỏe con mình càng kém, đúng không ạ? Thể trạng kém, được chưa ạ? Đấy. Thì táo bón nó không phải là một bệnh các em ạ, mà nó là triệu chứng của một cái vấn đề nào đó trong cơ thể của trẻ, đúng không ạ? Thì táo bón ấy thì anh đã chia ra làm hai loại, đó là gì ạ? Táo bón chức năng, đúng không? Là hoàn toàn là do lỗi của các em, lỗi của chúng ta, lỗi của người lớn. Ăn uống không điều độ, nước không đủ, sinh hoạt vân thì dẫn đến táo bón chức năng. Và nó chiếm 95% tất cả các trường hợp táo bón. Và trường thứ hai, 5% đó là táo bón thực thể. Tức là bé đó sinh ra đã có một cái bệnh bẩm sinh nào đó về đường tiêu hóa. Và cái đó thì phải được điều trị tại bệnh viện để xử lý cho nó hợp lý, được chưa? Thế hôm nay thì anh chỉ có chia sẻ với các bạn về chất xơ thôi. Về chất xơ trong điều trị táo bón ở trẻ, đúng không ạ? Thì chất xơ là vô cùng quan trọng. Tại vì có rất nhiều bạn thất bại trong vấn đề cho trẻ ăn rau. Thì các em biết rằng chất xơ ấy, nó có hai loại, có đúng không? Nó có hai loại. Đó là chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan. Nhá, có hai loại như này, đúng không ạ? Thế hòa không hòa tan là như thế nào? Giống như là gì ạ? Chúng ta ăn ví dụ là gì ạ? Chúng ta ăn rau mà cái phần chúng ta nhai nó không bị đứt ấy, nó không bị nhuyễn ra ấy, đúng không? Hay là các loại vỏ của các loại ngũ cốc, đó là chất xơ gì ạ? Là chất xơ không hòa tan. Bản chất của nó là như thế nào? Chất xơ không hòa tan ấy thì nó không hòa tan trong nước, có phải không? Nó không bị tiêu hóa bởi các enzyme đường tiêu hóa, nó không bị biến đổi bởi các cái vi khuẩn có lợi trong đường ruột và hệ vi sinh đường ruột, có phải không ạ? Thế thì vai trò của chất xơ hòa tan ấy là nó không bị tiêu, không bị phân giải, nó không bị cái gì hết. Và nó gì ạ? Nó giúp cho khối lượng phân của trẻ nó tăng lên, tức tăng khối lượng phân và nó tăng giữ nước và giúp cho quá trình đi tiêu dễ hơn, phải không ạ? Dễ hơn. Đấy, tuy nhiên, nếu như chúng ta mà ăn quá nhiều chất xơ không hòa tan ấy thì chúng ta sẽ điều trị táo bón nó nặng hơn đấy, đúng chưa? Thì đó là chất xơ không hòa tan. Thế còn chất xơ hòa tan là cái gì? Chất xơ hòa tan ấy là nó là hòa tan trong nước. Các em nhá. Khi nó hòa tan trong nước ấy thì nó tạo thành một cái dục gel. Đúng không? Nó thấm hút nước, đúng không? Thấm hút nước. Rồi, nó là thức ăn cho lợi khuẩn. Đúng chưa? Cho lợi khuẩn. Đấy. Chị em. Nó làm mềm phân. Từ đó gì ạ? Nó điều trị cho gì ạ? Vấn đề táo bón nhá. Đấy, chất xơ nó có cái nguồn như vậy, được chưa? Thế thì vai trò của chất xơ là vô cùng quan trọng trong cái vấn đề điều trị táo bón, tại vì chức năng nó là gì ạ? Do bé ăn uống không đủ nước, uống không đủ nước này, ăn uống không đủ rau, không đủ chất xơ, được chưa? Thì có hai loại như thế này. Và chất xơ hòa tan này nó có rất nhiều trong các loại củ quả, đúng không? Đấy, như là yến mạch này, như là cà rốt này, như là bơ này, có rất nhiều loại rau củ quả nhá. Ở đây anh có liệt kê đây. Đây. Nó có rất nhiều gì ạ? Trong các loại đậu này, yến mạch này, trái cây này, bơ này, cà rốt này, được chưa? Đấy. Thì còn vai trò của nó là như này thì chúng ta vừa chia sẻ rồi nhá. Đấy. Thế thì việc sử dụng chất xơ để điều trị táo bón là vô cùng quan trọng. Và cái chất xơ hòa tan này thì ăn quá nhiều chất xơ không hòa tan. Chúng ta ăn quá nhiều chất xơ không hòa tan thì nó sẽ làm gì ạ? Nó làm cái khối lượng phân nó to hơn, nó lớn hơn và nó sẽ khó di chuyển trong đại tràng hơn, đúng chưa? Vì vậy là nó sẽ làm nặng tình trạng táo bón hơn. Nhưng mà rất may cho chúng ta ấy là chúng ta các em điều trị táo bón ở trẻ ấy, thì thường là chúng ta ăn các loại rau củ quả như anh vừa nói đấy, đúng không? Cà rốt, yến mạch, bơ, chuối, phải không ạ? Thì chất xơ đó ấy, nó chứa nhiều chất xơ hòa tan nhá, hòa tan. Đấy, và đương nhiên là nó cũng có không hòa tan nhưng mà nó rất ít,
cho nên là nó gì ạ, nó không làm tăng kích thước của cái khối phân lên và nó không gì ạ, không ảnh hưởng đến gì ạ, quá trình điều trị táo bón. Mà cái lượng chất xơ không hòa tan ấy có trong các loại rau củ quả mà trẻ ăn ấy thì nó rất là thấp, tức là nó vừa phải, nó vừa đủ, mà nó chủ yếu là chất xơ hòa tan, cho nên điều trị táo bón rất là tốt, được chưa? Thì đấy là anh chia sẻ với các bạn về cái chất xơ trong điều trị táo bón của trẻ. Thì cái việc ấy chúng ta mua chất xơ, mua cái rau củ quả khô sấy ấy, cho trẻ ăn ấy, nó cũng rất tốt, nó có rất nhiều chất xơ. Đấy, đương nhiên là gì ạ? Cái việc mà trẻ ăn rau ấy thì nó cũng rất là quan trọng, đúng không? Ăn rau củ quả thì chúng ta đỡ tốn tiền, đúng không? Thì ăn rau củ quả thì nó tươi hơn, ngoài chất xơ ra nó còn có vitamin, nó còn có khoáng chất, phải không ạ? Thế thì các bạn thường thất bại trong cái vấn đề gì ạ? Luyện cho trẻ ăn rau, phải không ạ? Bé nó chỉ ăn trứng thôi, bé nó chỉ ăn muối vừng thôi, nó không hề ăn rau, có rau nó bỏ nó nhè ra. Thế thì điều trị táo bón thường thất bại, và anh này ạ, thấy rất nhiều các trường hợp mà các bạn bị thất bại ấy, thường là thất bại ở vấn đề ăn chất xơ, ăn chất rau. Cho nên các em thường tìm đến các cái sản phẩm bổ sung chất xơ cho trẻ đối với những trẻ mà không ăn được rau, được chưa các em? Đấy. Thì đương nhiên rồi, với những trường hợp mà trẻ không ăn được rau thì các em tìm giải pháp đó là hoàn toàn hợp lý. Đấy. Tuy nhiên ấy là ăn được rau tự nhiên ấy nó vẫn là tốt nhất, đúng không ạ? Thì trong cái quyển sách mà anh phát hành ấy, của sách những đứa trẻ lớn được hốp này, anh đã có hướng dẫn này trong trang số 196 là gì ạ, phương pháp giúp trẻ ăn rau, đúng không? Đấy, trong cuốn sách những đứa trẻ lớn lên không ốm thì nó có phần này, đúng chưa? Nó giúp cái phương pháp này anh viết ấy là dựa trên chính thằng cu nhà anh, nghe nhá, dựa trên chính thằng cu nhà anh, nó cũng không ăn rau, nó bị táo bón, nó chỉ ăn trứng này, ăn nó thậm chí là không ăn thịt, không ăn cá, ăn trứng và nó chỉ ăn muối vừng thôi. Đấy, thì anh áp dụng cái phương pháp là gì để cho nó ăn rau, thì ở trong này anh đã hướng dẫn cụ thể rồi. Thì các em muốn chi tiết như nào thì hãy đọc trong sách này, nó sẽ có là gì ạ, chúng ta sẽ không bao giờ gì ạ thất bại trong vấn đề cho con ăn rau nữa nhá. Đấy, thì hôm nay anh chia sẻ với các bạn ý là về chất xơ, vai trò chất xơ với vấn đề điều trị táo bón, được chưa? Thì có hai chất xơ như này, hoặc không hòa tan và chất xơ hòa tan, đúng không ạ? Đấy, được chưa? Thì có phần nào đó mà các em chưa rõ về chất xơ thì các em có thể đặt câu hỏi ở dưới video này để anh chia sẻ với các em thêm. Chào các em. Hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất về chăm sóc sức khỏe, về dinh dưỡng cho trẻ em, để nuôi con không còn là nỗi vất vả mà nuôi con là một hành trình hạnh phúc. Nếu có câu hỏi nào, các em hãy để lại bình luận dưới video hoặc gọi đến số hotline để được hướng dẫn nhanh nhất.